Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Ngỡ ngàng nhan sắc và ngoại hình nóng bỏng của bạn gái Lý Hùng. Thời gian gần đây, những thông tin cho rằng nam diễn viên Lý Hùng chuẩn bị kết hôn cùng bạn gái đang gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu, được biết bạn gái tin đồn của nam diễn viên là ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy. Cô nàng từng được mệnh danh là cô gái triệu view khi cô liên tục có những bài hát lên tới hàng chục triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Ngọc Thúy cũng cho ra mắt nhiều MV và được sự đón nhận ủng hộ rất nhiệt tình từ đông đảo khán giả hâm mộ. Nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào đầm thắm đầy dịu dàng kết hợp với tài năng, người con gái xứ Huế Ngọc Thúy còn được biết đến là một á khôi của cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam 2017. Đồng thời, bạn gái của Lý Hùng cũng là người sáng lập ra chuỗi chương trình từ thiện hàng năm Ấm Tình Quê Hương. Tới nay đã được 4 năm, chương trình đã quyên góp lên tới hàng tỷ đồng, giúp được rất nhiều những bà con nghèo ở khắp mọi nơi, đặc biệt là quê hương miền Trung Hà Tĩnh. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với nam diễn viên Lý Hùng, nhưng đã có rất nhiều bức ảnh khác của hai người bị công chúng phát hiện và đã có những ý kiến cho rằng cặp đôi đang hẹn hò. Lý Hùng đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả và người hâm mộ. Là người đàn ông có đủ danh tiếng lẫn tiền bạc, nhưng Lý Hùng lại không quá chú trọng chuyện kết hôn. Dù là thập niên 90 hay là hiện tại, Lý Hùng vẫn là quý ông hoàng kim đẹp trai tiền nhiều. Bóng hồng không thiếu, nhưng Lý Hùng lại không ép bản thân phải tìm đến một người phụ nữ nào cả. Anh cho rằng mọi thứ là nhân duyên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.